Sau khi cộng đồng mạng chỉ trích gay gắt người mẹ về thái độ ứng xử kém trong hẹn ăn trưa, nhân vật nam chính trong câu chuyện đã lên tiếng. Anh mong khán giả ngừng chỉ trích người mẹ và không muốn thêm sự ồn ào. Tập 159 chương trình Hẹn Ăn Trưa đang là tâm điểm bàn tán của dư luận về câu chuyện của Kim Oanh, 35 tuổi và Hoàng Nguyễn, 33 tuổi. Cao trào của câu chuyện xuất phát từ việc mẹ ruột Kim Oanh theo con gái đến tham gia chương trình hẹn hò. Tuy nhiên sau khi nghe chia sẻ của chàng trai, bà liên tục bày tỏ thái độ chê bai anh một cách thậm tệ. Cụ thể, bà cho rằng Hoàng Nguyễn đã 33 tuổi nhưng vẫn chưa có nhà cửa và công việc ổn định. Bên cạnh đó, bà liên tục nói rằng không ưng, không chấm được, chàng trai đang được mai mối với con gái bà vì nhỏ tuổi hơn, ngoại hình quá thấp. Việc khen con gái mình xinh đẹp và hạ thấp chàng trai của bà khiến MC Cát Tường ngao ngán và phải đỡ lời trước Hoàng Nguyễn. Sau khi chương trình phát sóng, người mẹ của cô gái 35 tuổi này bị cư dân mạng chỉ trích gay gắt vì kém duyên trong cách xử sự. Nhiều người bức xúc thay cho chàng trai và cho rằng anh quá hiền khi chỉ đứng im chịu trận cho mẹ đối phương buông lời phán xét, dù bản thân chỉ vừa giới thiệu về tên tuổi, nghề nghiệp, câu chuyện về người. Mẹ đi kén chồng cho con gái, nhưng lại chê bai chàng trai thậm tệ vẫn liên tục gây tranh cãi, và chưa có dấu hiệu dừng lại ảnh, chụp màn hình mang tiếng người lớn nhưng ăn nói lại thiếu suy nghĩ. Dù sao cũng là người dưng, con cái nhà người ta ai cho bà chê bai thậm tệ vậy? Bà lớn tuổi rồi mà ăn nói bất lịch sự, chưa biết chàng trai thế nào, mới nghe nói vào Sài Gòn 15 năm chưa có nhà ở đã chê bai người ta, nghe mà tức lộn ruột. Cháu trai hiền quá, sao không phản ứng lại? Con mình là tiên còn con người ta là cứu hay sao mà bà chê dữ vậy? Biết là trên đời có rất nhiều người vô duyên, nhưng cô đây cũng thuộc dạng người đỉnh cao luôn rồi đó. Hai mẹ con coi ở với nhau đến già là ổn nhất, đừng tìm kiếm ai lập gia đình để tội người ta. Hết hồn bà mẹ bước vô đã bổ sấm sét xuống đầu chàng thanh niên. Ôi thấy tội nghiệp, không thích hợp cũng phải tế nhị chút chứ, cứ làm như con cô cao giá quá. Thôi hai mẹ con xây miếu ở vậy, thật tội cho anh nào làm con rể cô này, tức giùm anh kia, xem ra anh kia có tính chịu đựng cũng khá đó, gặp người khác người ta chửi lại cho nghe, chọn lựa là đúng nhưng đừng mê tín quá, ai cũng phải cầu tiến mà. Anh này có nghề nghiệp rồi, về một nhà cố gắng vun đắp sẽ được hết. Nhìn anh cũng điềm đạm, mẫu đàn ông vậy hơi ít đấy, với tôi thương con thì để trong lòng, có gì về nhà đóng cửa góp ý. Vì con mình là vàng thì con người ta cũng vậy. Đi tìm chồng cho con, chứ đâu phải đi tìm nhà tài trợ. Mình làm ra ăn mới ngon, sướng gì ăn bám, cư dân mạng phản ứng. Trước phản ứng gay gắt từ phía dư luận, chúng tôi đã liên hệ với anh Lương Hồng Hoàng Nguyễn, người tham gia Hẹn Ăn Trưa trong tập này. Anh bày tỏ bất ngờ khi thấy cộng đồng mạng lại quá bức xúc trước câu chuyện của mình. Hoàng Nguyễn cho biết anh hy vọng mẹ mình ở quê không biết được câu chuyện này, vì sợ bà buồn khi thấy con trai bị chê bai như vậy. Tuy nhiên, anh chia sẻ bản thân không cảm thấy buồn nhiều. Theo Hoàng Nguyễn, những nhận xét của mẹ Kim Oanh chưa đúng về anh. Hoàng Nguyễn chia sẻ anh cảm ơn những lời động viên từ phía cộng đồng mạng, tuy nhiên anh mong mọi người đừng tiếp tục ném đá hay chỉ trích gia đình của Kim Oanh vì không muốn gây thêm ồn ào không đáng có. Không chỉ người mẹ, Kim Oanh cũng gánh chịu không ít chỉ trích khi chỉ biết im lặng nghe theo sự sắp đặt của mẹ dù đã 35 tuổi ảnh, chụp màn hình video liên quan. Mỗi người có một quan điểm cá nhân và sự lựa chọn riêng, nên tôi hoàn toàn tôn trọng bác ấy. Trước giờ tôi sống không khoe khoang, khi tham gia chương trình tôi cũng không kể gì về bản thân cho phía chương trình hay cô gái tham gia nghe cả. Gia đình tôi cũng có chút điều kiện nhưng tôi nghĩ mình còn trẻ, tự mình lao động chứ không muốn ỷ lại vào gia đình trong việc mua nhà hay sắm xe. Thật sự lúc quay hình tôi cứng đơ hết từ đầu đến cuối buổi quay. Với tôi, sự giàu sang là một may mắn của mỗi người, không ai lại không thích mình giàu sang cả. Nhưng mỗi người có một số phận khác nhau và cuộc sống đôi khi không được theo ý mình. Bản thân tôi tự hào là người chịu khó lao động và kiếm tiền chân chính, không làm chuyện phạm pháp hay hại ai.
Bên cạnh đó, tôi thấy tự hào về nghề nghiệp của mình, ngoài việc giúp tôi có thêm thu nhập, còn có thể giúp ích cho sức khỏe của người khác, anh nói. Hoàng Nguyễn cho biết trước khi đến tham gia chương trình, anh hy vọng tìm được một người như ý để hẹn hò và tìm hiểu. Theo chia sẻ của anh, nếu không có sự xuất hiện của mẹ Kim Oanh, có lẽ anh đã bấm nút hẹn hò để tìm hiểu thêm về cô gái này. Tuy nhiên, trước sự gay gắt của vị phụ huynh, anh đã không còn tự tin để bấm nút. Hoàng Nguyễn cũng gửi lời cảm ơn MC Cát Tường vì đã đỡ lời và đứng ra bên vực anh trước phản ứng của mẹ Kim Oanh. Về phía Hoàng Nguyễn, anh cảm thấy không được thoải mái khi quá nhiều người biết về chuyện của mình, nên mong muốn sớm khép lại ồn ào ảnh NVCC khi được hỏi về việc. Anh nhẫn nhịn và luôn giữ được thái độ hòa nhã trong suốt chương trình. Hoàng Nguyễn tâm sự, có lẽ nếu là trước đây, chắc tôi không nhịn được vì tôi vốn là một người rất nóng tính. Có ấm ức tôi sẽ nói ngay, nhưng từ lúc đi tập yoga thì tôi đã thay đổi. Tôi luyện cho mình được sức chịu đựng và cảm thấy cuộc sống thoải mái, nhẹ nhàng hơn. Sau này, cuộc sống của tôi luôn đơn giản và thoải mái nên tôi không còn tức giận nữa. Và đơn giản là tôi thấy những lời bác ấy nói có phần chưa đúng về mình, tôi hiểu tâm lý của phụ huynh muốn tốt cho con họ. Vậy nên nếu không phù hợp thì thôi, mình không bấm nút và không gây thêm ồn ào để tránh ảnh hưởng cho mọi người. Tôi đã từng va chạm với xã hội quá nhiều rồi, nên giờ chỉ ao ước có được một cuộc sống nhẹ nhàng, hạnh phúc hơn thôi. Nói về cuộc sống hiện tại sau chương trình hẹn hò, anh cho biết mình vẫn sống khá thoải mái với công việc hướng dẫn viên yoga. Anh chia sẻ thêm rằng mình nhận được rất nhiều quan tâm và yêu thương của mọi người sau câu chuyện, nhưng anh vẫn mong mọi chuyện sớm kết thúc và trở về với cuộc sống thoải mái, vui vẻ như trước. Theo hiện trần thanh niên Let's Blog Ask Why?